Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục tử vi của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là có ba con giáp được thần tài chiếu cố dùng dính tiền tiêu trong 6 ngày tới. Và 6 ngày tới chính là cái thời điểm mà sang tháng 4 của năm 2020 thì những con giáp này sẽ hưởng không ít may mắn tài lộc khiến nhiều người vô cùng ghen tị. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem đấy là những con giáp nào. Thứ nhất đấy là tuổi Tý. Thì sang tháng 4 thì tài vận của người tuổi Tý sáng rõ, nhiều cơ hội công việc không cầu tự đến. Con giáp này sẽ có cái khoảng thời gian bộn bề để hoàn tất các cái kế hoạch. Trong tháng, tuổi Tý cũng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, mách nước, chỉ đường để bạn đưa ra những cái quyết định chính xác trong cái thời điểm quan trọng. Và trong tháng thì những cái khó khăn sẽ từng bước được tháo gỡ, công việc tồn đọng sẽ được giải quyết, giúp bạn có cái cơ hội tìm thêm những cái điều mới mẻ để nâng cao cái năng lực phát triển sự nghiệp. Và con giáp may mắn thứ hai đấy là tuổi Mùi. Thì trời sinh người tuổi Mùi có cái tính cách chân thành, cởi mở, không hay so đo tính toán. Mặc dù trong cái thời gian gần đây, công việc của tuổi Mùi gặp khó khăn trở ngại do ngoại cảnh. Tuy nhiên thì đây chính là cái cơ hội để bạn rút kinh nghiệm, tiếp tục học hỏi hoàn thiện bản thân. Tháng 4 tới, con giáp này được phúc tinh chiếu mệnh và có bước chuyển biến tích cực khi tìm được cái thời cơ tốt trong sự nghiệp. Bạn cần chuẩn bị tốt về tinh thần, năng lực và tài chính để đón nhận cái cơ hội phát triển mới. Nhờ có quý nhân đồng hành, tài lộc của tuổi Mùi trong tháng này sẽ tăng lên rõ rệt, tiền bạc rủng rỉnh hơn, không cần lo nghĩ quá nhiều. Và con giáp may mắn thứ ba trong mấy cái ngày tới đây đó chính là tuổi Hợi. Thì trong 12 con giáp thì tuổi Hợi được đánh giá là thông minh, điềm đạm, biết nhìn xa trông rộng. Ngay từ khi bắt đầu lập nghiệp, con giáp này đã sớm gặt hái được những cái thành tựu khiến người khác vô cùng nể phục. Tuy nhiên thì thành công đến sớm khiến tuổi Hợi dễ dàng vung tay quá trán. Không tích lũy được cái tài sản cho tương lai, nhưng nhờ có thần tài chiếu cố, quý nhân dẫn đường, nên cái năm Canh Tý tuổi Hợi được coi là cái vô cùng may mắn. Và trong tháng 4 này, con giáp này sẽ ngày càng vượng phát, gặt hái được rất nhiều thành công. Và trên đây, quý anh chị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp được thần tài chiếu cố trong cái 6 ngày tới, tức là khi mà bước sang tháng 4 năm 2020 này. Đây là những con giáp hướng không ít may mắn, tài lộc, khiến nhiều người ghen tị. Và chúng ta cũng biết được rằng chúng ta có thuộc trong ba con giáp này hay không. Và chúng tôi thay mặt những người làm chương trình xin được. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.